sản phẩm nào mua mới anh chị khui ra là có thể dùng luôn, nhưng mà riêng laptop Windows là không bao giờ được làm cái điều đó nha. Đây, giống như em nói, đây là cái dòng Dell, bất kỳ Dell hay HP gì cũng vậy hết, Asus gì cũng vậy luôn nha. Mặc định khi mà nó chạy Windows á là anh chị phải update driver cho em Cường. Còn anh chị không up driver á, em đố anh chị xài ngon được. Nó xài nó không có mượt. Thứ hai nữa là nó có thể là loa không lên nè, rồi những cái cổng thiết bị nó không ăn nè. Có nghĩa là cái driver á, cái driver nó là một cái phần mềm để quản lý cái thiết bị đó. Thì mỗi cái thiết bị nó sẽ có một cái driver đảm nhiệm công việc mà quản lý ha. Ví dụ như phím đèn led nào kia thì phải có một cái driver. Có hai cách up driver thường thấy ở trên một chiếc laptop Win. Thì em biết á là mỗi lần anh chị up driver anh chị hay vô setting đúng không? Rồi mình vô cái phần là Windows update. Mình bấm check update và mình update trên đây đúng không? Cái cách này thì nó cũng được thôi, nhưng mà nó chỉ được 90% thôi anh chị, nó không hoàn toàn 100%. Tại vì anh chị biết sao không? Windows mặc định nó đã có cái phần mềm này thì nó sẽ dùng chung cho tất cả các hãng luôn. Nó sẽ móc từ ở trên cái server của hãng nó về đẩy về đây. Ê, rồi anh chị nó mới bung ra máy mình là nó qua hai bước ha. Em up rồi, em biết cái xác suất mà up ở trên đây nè thì nó chỉ là 8 trên 10 thôi. Ví dụ như mình up 10 con may mắn lắm thì mình được 8 con nó ok, còn lại là em thấy nó tầm khoảng 60% thôi. Thành ra em khuyên anh chị là khi mà mình mua laptop Windows, đặc biệt là máy mới, là cần phải làm. Ví dụ máy dùng rồi, người ta đã up rồi thì không sao, nhưng mà máy mới là chắc chắn phải up driver nha. Up bằng cách nào? Anh chị lên trực tiếp ở trên website của hãng luôn. Ví dụ Dell á thì anh chị lên Dell ha. Xong rồi anh chị á cứ search cái model của cái máy này ra là sẽ tự động nó sẽ móc cái model máy ra cho anh chị thấy không? Và bấm vô driver update nè. Driver update, anh chị thấy không? Em Cường mới up nè. Xong, nó thiếu ba cái driver. Driver âm thanh nè, rồi driver phím. Hồi nãy âm thanh con này nó không nghe. Rồi á là đèn phím mình tăng chỉnh độ sáng đèn phím nó không được. Đó thì bây giờ mới up xong ok nè. Thì nếu mà sau khi anh chị up driver xong, anh chị giúp em Cường ha, làm một bước nữa là restart. Nếu mà anh chị nào biết rồi á thì nó thấy đơn giản quá, mà thằng Cường nó làm cái gì nữa trời. Nhưng mà thật ra không phải. Em nói là khách của em nhiều em biết, 100 người thì may ra 4-50 người biết thôi, còn lại là không biết. Mà anh chị biết không, khi mà một cái máy mới em gửi về cho khách em ở tỉnh nha, trời ơi em nói up driver không được rồi cứ kêu máy lỗi nọ kia, em gặp rất là nhiều tình huống đó rồi. Em nói là cái dịch vụ mình hỗ trợ khách hàng là em luôn sẵn sàng ha. Nhưng mà anh chị biết không, ở xa mà anh chị yêu cầu là cài những cái ứng dụng mà mình phải rắc thì nó phải tắt wifi nó mới rắc được anh chị. Đó, tại vì rắc là... Mà bây giờ mình lắp wifi làm sao tinh chỉnh từ xa được, nó vô cùng khó luôn. Thành ra nếu mà anh chị mua xa đó, anh chị cứ tuyệt nhiên tin tưởng anh đi. Em Cường sẽ quay clip ha, khui siêu, quay số seri máy, rồi khui siêu, rồi coi còn hình máy cho anh chị luôn. Xong rồi tụi em cài đầy đủ hết, xong mới gửi về cho anh chị. Cứ việc khui ra là xài luôn. Chứ bây giờ em nói ham new siêu rồi về khui ra làm không có được việc, xong rồi gửi luôn, anh chị hiểu không? Thành ra em nói nếu mà đã tin rồi thì tin luôn. Em Cường sẽ quay clip rõ ràng, hiểu không? Mình không có sợ cái điều gì hết đó, cứ yêu cầu cái gì em Cường làm cái đó. Nhưng mà em khuyên là nếu mà muốn cài nọ kia thì cứ để bên em cài xong rồi về xài nha. Rồi ok, em Cường cảm ơn.